Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 26 luyện tập trung vở bài tập môn toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra. Trang số 42 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với bài số 1 này. Chúng ta cho như sau này. Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú. Rồi, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi cái rạp xiếc này có bao nhiêu diễn viên? À, vậy thì đây là toán gì? Toán gì nhỉ? Hơn một số đơn vị đúng không? 8 diễn viên là ban đầu có, bây giờ thêm được gì? 5 nữa nè. Đấy, giờ dựa câu hỏi chúng mình trả lời nè. Hỏi cái rạp xiếc này có tất cả là bao nhiêu diễn viên thú? Đấy, chúng ta sẽ trả lời. Hai cách để các em trả lời nhé. Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là, hoặc cách thứ hai, số diễn viên thú rạp xiếc có tất cả là. Đấy thì các em viết theo kiểu nào cũng được. Được chưa? Như thầy thì thầy sẽ viết theo đúng chiều xuôi của câu hỏi. Rạp xiếc có tất cả, có tất cả này, số diễn viên, số diễn viên thú là. Được chưa? 8 này là số ban đầu này, cộng thêm 5 cái diễn viên. Đấy, 8 cộng 5 bằng bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, 13 diễn viên. Rồi, và khi mà ghi đáp số thì các em ghi rõ diễn viên gì. Bởi vì có rất là nhiều những diễn viên nhá. Diễn viên điện ảnh, diễn viên này là diễn viên gì? Thú nè. Rồi, có thể có những diễn viên phim truyện, đúng không? Như bộ phim Tom và Jerry của chúng mình, các em thấy không? Hoặc là bộ phim Doraemon, đúng không? Thế hệ nào cũng thích. Rồi, sang bài số 2. Để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng. Hỏi bác đã dùng tất cả là bao nhiêu? 9 trắng và 8 vàng. Giống như mình có 3 cái kẹo xanh, 5 cái kẹo đỏ, vậy thì hỏi mình có tất cả bao nhiêu? À, các em chỉ cần lấy 3 cộng gì? 5, vậy thì đây chỉ cần lấy 9 cộng gì? Cộng 8. Rồi, dựa câu hỏi trả lời. Hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn? Chúng ta sẽ trả lời. Bác thợ sơn, bác thợ sơn à, đã dùng, bác thợ sơn đã dùng, tôi hỏi tất cả bao nhiêu thùng sơn, thì chúng ta sẽ trả lời đã dùng tất cả số thùng sơn, số thùng sơn là. Được chưa? Bao nhiêu? 9 nè, cộng với 8. Như vậy 9 cộng 8 là 10, 17 thùng. Và chúng ta ghi đáp số thì ghi rõ là thùng gì? Đáp số 17 thùng sơn. Xong chưa? Bài số 3. Buổi sáng siêu thị bán được là 30 thùng táo, buổi chiều thì bán được nhiều hơn buổi sáng là 10 thùng. Đấy, sáng này 30 thùng, chiều này nhiều hơn 10 thùng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo? Đây là bài toán nhiều gì? Nhiều hơn một số đơn vị, đúng không? Vậy chúng ta chỉ việc trả lời. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo? Chúng ta trả lời buổi chiều
không cần phải vẽ hình nữa đúng không em? Buổi chiều này, siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo? Chúng ta trả lời số thùng táo là, được chưa? 30 thùng là của buổi sáng này, cộng thêm cái phần mà buổi chiều bán nhiều hơn này, được chưa? Vậy thì 30 cộng với 10 đấy thì các em có thể nhẩm được rồi đúng không? Tuy nhiên thầy đặt phép tính ra nhá. 0 4 như vậy là bao nhiêu? 40. Đơn vị đây là thùng. Khi ghi đáp số mình ghi rõ cái thùng gì? Đáp số 40 thùng. Thùng gì? Thùng táo. Xong. Sang bài số 4. Mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút chì. Phú đã dùng hết 6 chiếc. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu? Đấy, vậy thì đây là toán gì? Bớt đi một số đơn vị này. Có 12 này, dùng hết này. Giống như chúng ta có 10 cái kẹo, ăn hết đi 5 cái thì chúng ta còn bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? 12 trừ 5. Vậy thì tương tự như vậy đây. Có 12 cái bút chì, dùng hết 6, chúng ta phải lấy 12 trừ 6. Dựa câu hỏi kem viết lời giải thôi. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút chì? Chúng ta sẽ trả lời Phú. Phú là tên đúng không? Còn lại bao nhiêu? Chúng ta sẽ ghi là số bút chì. Bút chì hay miền Nam các em gọi là viết chì đúng không nào? Còn lại số bút chì là 12 này, trừ đi 6. Như vậy 12 trừ 6 thì các em biết trong bảng trừ rồi đúng không? Chính bằng gì? 6. Đơn vị đây là chiếc. Khi ghi đáp số thì ghi rõ chiếc gì? Đáp số 6 chiếc bút chì. Được chưa? Đấy. Rồi, bài số 5. Ôi, bài này dài gớm nhỉ. Lớp 2C thì có 28 bạn. Sau khi được bác sĩ kiểm tra mắt thì có 5 bạn bị cận. Hỏi có bao nhiêu bạn không bị cận? Dễ như ăn kem, đúng không? Giờ câu hỏi trả lời luôn nhé. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận? Ta sẽ trả lời lớp 2C đó, có số bạn. 2C có số bạn này không bị cận. Số bạn không bị cận. Cận gì? Cận thị nha. Là, được chưa? 28 này là tổng số học sinh của lớp này. Trừ đi cái phần mà gì? Các bạn bị cận này, trừ cho 5. Như vậy 28 trừ 5 các em nhẩm ra được rồi, đúng không? Sẽ là 20 mấy? 23. Và đơn vị đây là gì? Bạn này. Được chưa? Đấy, và chúng ta ghi đáp số 23 bạn. 23 bạn. Đó, ở đây chúng ta không cần ghi là bạn không bị cận đâu, ghi là bạn được rồi. Sang bài tiếp theo, bài số 6. Trong cùng một tòa nhà, gia đình Khánh thì ở tầng 15. Rồi, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu? Đấy, tức là chúng ta ở cùng những cái gọi là cái gì? Cái gì các em? À, đúng rồi, chúng ta ở chung những cái tòa nhà chung cư đó, đúng không nào? Đấy thì tùy có những tòa nhà chung cư này gì có rất là nhiều tầng. Vậy thì ở đây một tòa nhà này, nhà bạn Khánh thì ở tầng 15, nhà bạn Vân thì ở thấp hơn nhà bạn Khánh là 4 tầng. Vậy thì hỏi nhà bạn Vân ở tầng bao nhiêu? Ta giải luôn nhé. Hỏi gia đình bạn Vân ở tầng bao nhiêu? Chúng ta sẽ trả lời gia đình này. Gia đình Vân ở tầng bao nhiêu? Đấy, ở tầng
hạ tầng là, được chưa? Vậy thì đây là bài toán gì? Ít hơn, đúng không? Ít hơn một số đơn vị này. Gia đình của bạn Khánh tầng số 15, gia đình bạn Vân ít hơn hay là thấp hơn là 4. Như vậy 11 trừ 4, à 10, 15 trừ 4 chúng ta sẽ có là mấy? 11. Như vậy thì gia đình bạn Vân sẽ ở tầng thứ bao nhiêu? 11. Được chưa? Vậy thì 15 trừ đi 4 sẽ là 10, 11 tầng. Hay là tầng 11. Đúng không? Đấy. Và các em ghi đáp số. Đáp số là tầng, nhớ cái này các em phải đảo đi nha, tầng 11. Xong chưa? Rồi. À, chúng ta đã hoàn thành được cái bài 26 này nhá. Đừng quên chia sẻ kênh và video đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình.